Rồi rồi, ok ok. Việt Trinh là chuyên cung cấp sắp giáo khoa. Cái này là hồi nãy chị nói tiệm đồ trai vậy, tiệm đồ trai vậy. À, tiệm đồ trai chị Chi đúng không? Trời ơi, bán ngon xuất sắc nhất chợ ngon xuất sắc nhất chợ Trà Mơn hả con? Trời ơi, hàng Chi bữa nay. Trời ơi, bán nửa giờ 12 năm rồi hả? Đúng rồi. Bánh tráng Tây Ninh nè. Mình lấy ngoài Tây Ninh luôn á. Bánh tép nè, bánh tép nhìn gói đẹp quá. À. Trời ơi, trời vô vị đó hả? Ừ, vô vị đó con. Đêm luôn đó con. Trời ơi, trời ơi, con nhận răng động không? Trời ơi, trời ơi. Bánh tép là mình ăn đỡ lầm cái bụng. Ừ, bánh tét là ngon. Cắn vỗ, ừ, cái gì đẹp. Cắn vỗ, cắn quẩy. Trời ơi, công nhận. Mày quay ra của mày bằng áp á. Rồi rồi rồi. Mua đi con, bánh đó bánh gì quên rồi. Ờ bánh gói lá dừa. Rồi bánh này gì? Bánh này gì anh? Bánh này gì? Bánh gói lá tre. À. Bánh tre. Quay con. Quay con. Rồi rồi rồi. Cái gô bự quá. Cái gô đồng hả vậy? Con. Đẹp quá. Nhìn lên hình thấy đẹp quá. Cái này là mình nuôi hay là mình lấy ở đâu? Cái đồ mẹ hả? Hello mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan chợ Trà Mơn. Chợ Trà Mơn thuộc xã Mỹ Hòa Hưng của thành phố Long Xuyên, An Giang. Rồi, bà con nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh và cho mình một like để mình có nhiều động lực để quay những video tiếp theo ạ. Đây là cái quang cảnh phía ngoài của chợ Trà Mơn. Một hồi mình sẽ đi vào sâu bên trong coi bà con buôn bán như thế nào và có những điều gì thú vị hay không. Phía trước chợ thì có những cái sạp bán trái cây và bán bông, nhìn trưng bày rất là đẹp. Bên kia đường thì có cô đó, cô bán xôi mặn ăn sáng. Bán xôi hả cô? Xôi đậu xanh. Dạ. Giờ này là bán gần hết rồi ha. Chợ mình bữa nay thấy cũng đông quá hả cô? Dạ. Bên kia thì có mấy chú mấy bác ngồi chắc đợi rước bà xã, chở bà xã đi chợ về quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phía tay phải, đầu chợ đi vô bên phía tay phải. Bên đó là cái bãi giữ xe, ai đi chợ thì vô đó gửi xe. Chợ mình bữa nay thấy sung lại ha chú? Bữa nay chưa được sung không? Chưa được sung không hả? Sao con thấy cũng đông quá trời nè. Trời mình mới dữ lắm. Trời ơi vậy hả? Rồi hiện tại thì mình đang đi vô bên phía tay phải của chợ Trà Mơn. Thấy hôm nay mà con đi chợ quá đông. Rồi mình sẽ đi dài dài vô xem coi bà con buôn bán như thế nào. Có
không biết sao bạn nó vẫn biết mình quay chợ Long Xuyên, nó vẫn nói. Chợ này thì người ta chia làm 3 khu. Khu đằng trước là bán trái cây với ăn sáng. Khu chính giữa này là bán tạp hóa với đồ xài, quần áo. Còn cái khu cuối cùng là thường là bán cá, thịt cá, rau, củ quả, nông sản. Cô bán gì vậy cô? Bèo nhìn hấp dẫn quá ha. Đây bánh tét. Bánh tét này mình gói nhà luôn hả cô? Dạ, nhà mình gói ha. Nó ngon quá. Rồi cảm ơn cô nhiều. Bữa nay cái chợ mình thấy đông hả cô? Sung ha. Là bữa nào cũng đông gì hay là có thứ bảy thôi, thứ bảy chủ nhật thôi hay là đông lắm hả? Tại nguyên cái xã Mỹ Quân này có đi cái chợ này thôi. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi rồi tập tập trung nhóm chợ này thôi. Làm gì vậy người đẹp? Hả? Ăn bánh hả? Bánh phai mì hả? Bọc gì bán nhiêu? Bọc 10.000 hả? Lấy em bọc đi. Chợ mình thấy sung quá hả chị? Tại vì cái còn có cái chợ này không mà bán là cho nên tập trung vào đây mà nghe cô bán còn mấy cái chợ nó không có bằng cả nữa. Rồi, cảm ơn chị. Rồi rồi, ok. Chị là chủ tiệm Trinh. Việt Trinh là chuyên cung cấp sách giáo khoa. Dạ Long Xuyên á cô ơi. Dạ. Đăng liền chị vô chị like liền nghe cô. Chưa. Rồi. Kéo Mỹ. Dạ chắc cũng vài bữa chị ơi. Rồi chị bấm Long Xuyên TV á lại ra. Rồi. Mình á. Rồi được rồi chứ ơi. Em quay. Thấy cái chợ mình sung quá cô ơi. Ha. Sung tốt trở lại rồi sao. Rồi. Nhớ quay giới thiệu tiệm chị bán bún chay ngon xuất sắc cho cưng. Rồi. Chị Hà quay cô đi chợ hết đây. Gần đó các bạn. Rồi ok. Rồi chào cô, cảm ơn cô. Dễ thương quá. Trời mấy thỏ nữa các bạn mà con nhiệt tình thân thiện. Đúng rồi. Rồi, giao hàng. Được rồi em. Cái này là hồi nãy chị nói tiệm đồ trai gì? Tiệm đồ trai chị Chi đúng không? Trời ơi. Bán ngon xuất sắc nhất chợ. Ngon xuất sắc nhất chợ Trà Mơn hả cô? Rồi, hàng Chi. Bữa nay. Trời ơi, bán nửa giờ 12 năm rồi hả? Cái chợ mình nay bữa nay thấy sung lại ha. Rồi, thấy đông quá trời rồi. Rồi chúc chị giờ sức khỏe ha cô. Bán sữa đậu nành hả chị? Bán xe đẩy gì đẩy đi gọn ha. Dạ. Có để cái dù này là cái dù này dựng lên luôn hay vậy?
Rồi cho em quay cái hùng sữa đâu nằm nha. Rồi đẩy nắp lại đi cho nóng. Rồi cảm ơn cô. Bây giờ mình sẽ đi ra cái phía sau chỗ bán thịt cá, coi có cái gì hấp dẫn không, review cho bà con xem. Bà con bán buôn đông trở lại. Bán bánh tráng hay gì bà hai? Bánh tráng. Ồ, bánh tráng nhìn hấp dẫn quá à. Bánh tráng Tây Ninh hả? Dạ. Mình lấy ngoài Tây Ninh luôn ha. Dạ. Rồi. Mình lấy về đây mình làm. Mình lấy bánh tráng ngoài Tây Ninh về đây mình vô bọc mình làm. Dạ. Thiên á, mình dạ. Về đây mình làm, vô bọc làm. Rồi. Bánh làm ngon lắm. Rồi, thấy hấp dẫn quá. Bánh tép nè, bánh tép nhìn gói đẹp quá à. Trời ơi, vô vị đó hả? Ừ, vô vị đó con. Trời ơi, em luôn đó con, trời ơi, con nhận răng động không? Rồi. Bánh tép là mình ăn đỡ lòng chứ bụng nó chơi à. Bánh tép là ngon. Cắn vỗ, con quay vị đẹp quá, trời ơi, công nhận nha. Mày quay ra có mày bận hát ba si nè, mày mới Rồi, mua đi con, bánh đó bánh gì quên này? Bánh gói lá dừa. Rồi bánh này gì? Bánh này gì anh? Bánh này gì? Bánh gói lá tre. Hàm lông bánh tre. Bánh kia bánh đúng. Rồi. Đi hở làm em ơi. Quay con. Rồi. Chút thiếu nữa đi. Đưa lên đại để thiếu luôn nha. Rồi. Lên đại mấy lần rồi. Yeah. Bán đỡ không cô? Bán được không? Bữa nay chợ sung lại rồi đó. Rồi, kiếm dạo ăn lai gai ha. Rồi, cảm ơn cô. Ê, cá rô bự quá. Cá rô đồng hả vậy cô? Cá rô nuôi ha. Trời ơi, cá rô bự quá à. Cá này cá gì mà thấy đẹp quá em gái? Dạ cá he anh. Trời ơi cá he. Đẹp quá à. Cá he nhìn lên hình thấy đẹp quá. Để cho em chơi. Cá này là mình nuôi hay là mình ấy ở đâu? Dạ cá nuôi bè. Cá nuôi bè hả? Anh đừng quay em. Có ở đâu mắc cỡ. Người đẹp mà mắc cỡ.
Bữa nay thấy chợ sung quá à. Bữa nay mình bán được không em gái? Dạ, bữa nay được cái đi đâu nhưng mà bán ngói anh. Trời ơi, bán đất à. Đất à. Rồi rồi rồi. Chợ sung quá, sung sao ế được. Rồi. Đúng rồi, chợ này con thấy đi đông quá trời luôn. Sao ế được, tại em gái em dẫn á. Tại vì ta chưa mua. Chưa cô ơi, vài bữa nữa mới có. Cô bán mía hả? Trời ơi, bán mía. Bán thấy không? Bán mía thì mua tại chợ quá thôi. Rồi, 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 quay đưa lên YouTube. Quay cái hoàn cảnh chợ Trà Mơn của mình. Dạ, quay cảnh chợ cô ơi. Dạ đúng rồi cô. Rồi cho cái bà này bà lên thêm bước đi. Rồi 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 rồi, rồi. Quay quá rồi. Tối này á bà cứ ăn cơm rồi bà tắm rửa nghỉ ngơi bà ngồi ghế đàng hoàng. Dạ. Cái chợ mình cô thấy sung quá ha cô. Là sung lại được bao lâu vậy? Cũng như là đi người ta đi đông được bao lâu vậy? Thu không lắm rồi hả? Dạ. Xả cửa là đông, xả cửa là đông ha. Con đi mấy cái chợ kia con thấy cũng lai gai ít hơn lắm. Bây giờ chú thường hay đi các cái chợ này, chú tham quan thấy cái cảnh như này. Tôi hỏi chú em cái chợ như thế này cảm thấy nó hợp lý không? Quá hợp, sạch sẽ không? Quá hợp lý, quá sạch sẽ luôn. Dạ. Có cần những cái gì mà cần phải học hỏi thêm các cái chợ khác không? Có, có một cái á, là con thấy gì nè. Là ở dưới chợ, mấy cái chợ kia á, nó có căng cái tấm cao su. Có nghĩa là nó đóng hai cây tiền chế, nó căng dài qua nè. Chống văng bánh á. Dạ đúng rồi đó. Không, mình đang nói là cái bố trí của cái chợ, sự gọn gàng, ngăn nắp hoặc là trật tự hay là cái gì đó. Không, cái chợ này là bố trí là quá ok luôn, okay. Đâu đó hoàn toàn cũng như là khúc đầu là ăn sáng này kia. Rồi sao là đồ rồi. Xài này kia, còn trong đây á là cái đồ mà cũng như nông sản với lại là thịt cá là ok rồi. Các chú á hay đi các cái chợ nhiều, tham quan nhiều, mình khảo sát. Mình không có, mình nói chuyện thì cũng như ở chợ sinh hoạt bình thường quá. Bình thường, bình thường. Cái đó mình có biết với nhau để rồi. Mình học hỏi nhau. Không, con thấy con cái là mấy cái chợ kia, đúng rồi, mấy cái chợ kia là có căn cái đó thôi. Nhưng mà cái chợ này là nó quá ok rồi. Okay, rồi rồi con, rồi cảm ơn chú ơi, chú bán gì, chú bán gì? Hết rồi hả? Cũng còn hết. À, còn hết á, làm bữa nay bán được ha. Rồi rồi, cảm ơn chú nha. Rồi rồi. Này là cô chú bán này hả? Chú có bán này hả cô? Rồi. Bữa nay bán đỡ được không cô? Rồi, được ha. Rồi rồi rồi. Đây là cái cảnh phía trong nhà lồng bán cá và bán thịt. Bà con ở đây rất là thân thiện, nhiệt tình, vui vẻ và rất là dễ thương.
phía ngoài này bà con bán rau củ quả, còn phía trong nhà lồng đó là bà con bán, có những cái sạp bán thịt heo, thịt bò. Ở góc này có cái sạp bán rau củ quả chắc để ra ngoài vậy đó, bà con dễ mua dễ lựa. Chợ này thấy bán đất đông ha, chợ này sung ra luôn. Chị này bán bún thịt nướng, bún chả giò nè, đó nhìn hấp dẫn. Giờ này bán đắt quá đắt rồi, chuẩn bị sắp hết rồi. Chị gái xinh đẹp nè, mình bán nhà đây luôn, mình bán rồi, mình nhà mình ở đây luôn hả chị? Không, nhà chị bên sông đó. Dạ, bên sông ha, cũng vòng vòng gần đây ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Mình bán tập quá, mình bán thêm bánh bao nữa cô. Dạ đúng rồi. Gái dễ thương quá à. Đây nè, ê, cờ cái ai, trời ơi có má lúng đồng tiền luôn. Bên đây thì có những cái sạp bán đồ chơi cho trẻ em. Đoạn đường này mà đi thẳng là ra ngoài đầu chợ luôn. Thì đến đây mình xin tạm dừng video. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều.